Bỏ mạnh nữa nha. Rồi. Đây là một chiếc xe taxi màu vàng này. Và cái này dưới kiểu hồ bị gãy thôi nha các bạn. Đây là một cái giường này. Wow, đây là xe này. Wow, anh quá may luôn nha. Tiếp theo đây là một chiếc sàn các bạn. Wow, màu đen rất là đẹp nha. Cái siêu xe nha bạn. Này bạn thấy là mở cửa ngược lên phía trên. Đấy, đi giống của xe của Batman nha các bạn. Em phải dùng sách nha. Đó, phải dùng xe Batman nha. Oh, here we go. Wow. Trông vỡ xe hay lắm nha các bạn. Đây là một chiếc Mark Mistin. Xe tải Mark này các bạn thấy nha. Let's go!